Đúng 15:30 chiều nay 28 tháng 6, các thí sinh hoàn thành môn thi ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút bằng hình thức trắc nghiệm. Buổi thi này khá đặc biệt vì cũng là buổi thi tốt nghiệp cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông cũ 2006. Phần lớn các thí sinh ở Đồng Nai đều đăng ký thi môn ngoại ngữ là tiếng Anh, chỉ có số ít còn lại thi các môn tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Trong buổi thi cuối cùng này, có 1.364 thí sinh được miễn thi do có các chứng chỉ tiếng Anh theo quy định. Theo đánh giá của nhiều thí sinh tại điểm thi trường tiểu học trung học cơ sở Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Biên Hòa, đề thi tiếng Anh năm nay khá vừa sức. Với 50 câu hỏi, nhiều thí sinh phấn khởi cho biết có thể làm đúng từ 35 câu trở lên và hoàn thành mục tiêu xét tốt nghiệp. Trong đề thi chỉ có khoảng 5-10 câu hỏi nâng cao mang tính phân loại. Thí sinh phải tập trung và có sự nỗ lực ôn tập ở mức giỏi trở lên mới có thể chinh phục điểm tuyệt đối. Em cảm thấy là mình phải làm khoảng được 80%. Và em thấy là đề cũng tương đối, không quá khó. Nó hoàn toàn nằm trong chương trình học ấy. Và có một số câu em thấy là khá lạ. Và cảm xúc của em thì vô cùng là phấn chấn tại vì vừa hoàn thành xong được một kỳ thi của đời mình. Và em đang định dự tính là tối nay bọn em sẽ đi chơi ạ. Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Bính Khiêm, huyện Nhân Trạch, hầu hết các em đều cho rằng ngoài môn toán hơi khó, các môn khác đều vừa sức. Đặc biệt là sau khi hoàn thành hết các môn thi, các em đều thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Em cũng ôn được khá nhiều từ các thầy cô giảng, em cũng hiểu nhiều. Dạ, đêm nay em cũng thấy khá dễ. Em thấy môn toán hơi khó, còn các môn khác em thấy vừa tầm anh chị. Sau khi hết tất cả các môn thì em cảm thấy rất là thoải mái. Dạ. Giờ về nhà nằm ngủ rất là sướng luôn. Dạ. Không chỉ các thí sinh, mà chiều nay sau khi các con hoàn thành môn thi cuối cùng, các bậc phụ huynh cũng như trút bỏ được nỗi lo và vui mừng vì sau bao nỗ lực, các con em mình đã hoàn thành một trong những kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Một chút lo lắng, một chút bồi hồi và một chút cũng sung sướng vui mừng. Vì con mình đã nỗ lực hết sức mà mình cũng đã cố gắng hết sức. Cố gắng hoàn thành trách nhiệm làm cha làm mẹ và cũng cố gắng hỗ trợ cho con mình hết sức trong cái con đường học hành. Thì cho dù kết quả như thế nào thì tôi cũng đồng ý. Cũng vui. Trong suốt quá trình tổ chức thi, tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo tốt, giao thông trước các điểm thi đều thông thoáng, thuận tiện. Nhìn chung, tình hình các thí sinh hoàn thành bài thi khá tốt, cũng như nhờ sự hỗ trợ đồng hành của các bậc phụ huynh đã giúp kỳ thi diễn ra tốt đẹp.